Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 17 tháng 1 đồng ý cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân sau khi những người dưới quyền ông lần lượt thôi việc và sổ khám. Đơn cử là hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam xin thôi chức. Cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng. Đặc biệt, hai ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội và Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế bị bắt giam hồi tháng 6 năm ngoái vì liên quan đến đại án bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Ông Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, quê ở Quảng Nam, từng giữ chức phó thủ tướng dưới nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng từ năm 2011 đến năm 2016. Trong thời điểm 5 năm sau đó, ông giữ chức thủ tướng thay ông Nguyễn Tấn Dũng về làm người tử tế. Từ tháng 4 năm 2021, ông giữ chức chủ tịch nước thay ông Nguyễn Phú Trọng cho đến thời điểm xin thôi chức. Dưới nhiệm kỳ thủ tướng và chủ tịch nước của ông, Việt Nam được chuyên gia đánh giá là có mối quan hệ nồng ấm nhất đối với Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2016 và gặp ông Phúc khi vừa giữ chức vụ thủ tướng được một tháng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gặp ông Phúc 3 lần trong các cuộc thăm gặp chính thức, một lần ở Washington, Hoa Kỳ và 2 lần ở Hà Nội vào năm 2017 và 2019 sau thượng đỉnh Trump Kim. Thời kỳ này cũng chứng kiến sự kiện hai tàu sân bay của Mỹ là Carl Vinson và Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng vào năm 2018 và năm 2020. Tuy nhiên, hàng trăm nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, nhà báo bị bắt giam và chịu các bản án nặng nề cũng trong thời kỳ này. Các phát biểu đáng chú ý của ông Nguyễn Xuân Phúc. Sau 75 mà một thời gian dài, người ta nói, đến cái cuộc điện mà biết đi thì họ có thể là họ đi chạy sông Mỹ. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ từ bây giờ và suốt trên thông qua cũng nhiều nước khác. Nếu cuộc điện biết đi, ở Mỹ thì họ sẽ về Việt. Bây giờ trên tay của Thủ tướng, con chỉ biết hàng vạn vạn người từ nước ngoài đăng ký. Việt Nam là một nước dân chủ. Việt Nam is ein demokratisches Land und es gibt auch keine Diktatur, wie Sie gerade erwähnt haben. Ja. Chúng tôi lên án wir verschärfen die Diktatur aufs Schärfste und die Verfassung von Vietnam schützt Menschenrechte in allen Bereichen und der Menschenrecht in Vietnam wird gerade wird